Không biết các bạn nhiều chắc nhiều bạn thành phố là không biết chim chóc vạch là chim gì. Đây là chim thường ăn trái cây. Kìa. Nay mình sẽ chỉ các bạn tổ chóc vạch. À, bay rồi. Các bạn. Nó cũng dòng họ giống chim dòng màu nhưng ít người nuôi làm cảnh bởi vì nó hót cũng không hay. Thường nó nuôi chim chóc vạch làm cảnh thì thường nó nuôi loại bệnh đột biến như loại bạch tạng rồi đấy, bạch tạng hay còn gọi là chim bạch đề đấy. Nó là chim chóc vạch nhưng mà toàn thân nó màu trắng hết. Đây mình chỉ nó các bạn tổ chim. Đang phải mình tổ gần chuồng gà của nhà mình đây. Đây các bạn. Tổ chim chóc vạch nó thường có từ 2 đến 3 con. Và nếu để 2 trứng thì thường chắc chắn là có một con cò và một con mái. Còn để 3 trứng, 3 con như thế này thì thường là một con cò và 2 mái. Đây, như bạn thấy đây, con cò là con cái đầu nó to hơn này, nằm ở góc này. Đây đây nó đây. Đây là cò đây. Chim này nó nở ra khoảng được tầm gần 1 tuần rồi các bạn. À, chim mà nó nở ra khoảng tầm còn nửa tháng đến 20 ngày là nó có mọc lông lông măng ra thì lúc đó nó có thể bay chập chạy được. Thường các bạn nuôi chim cảnh thì chim cảnh nó là mồi thì thường nuôi chim con non lên, các bạn có đợi khoảng tầm 15 tức là khoảng 2 tuần để các bạn có thể bắt về nuôi. Và thức ăn của nó thường là trứng cá hoặc là chuối, chung nó cũng dở cho ăn. Bắt chim bể về nuôi thì nhiều người nuôi sành, nuôi chuyên nghiệp thì nuôi vẫn được thành chim mồi, nhưng mà người nghiệp dư thì khó nuôi. Đây, con chim nó mẹ mới cho ăn lên nó còn rất no, nó không dậy. Bình thường đụng một cái nó hẻ họng liền. Đi đâu? Mẹ đứng kia nhìn kìa.